Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin được chia sẻ với quý vị và các bạn về quy trình khách đăng ký đến thăm tại tòa nhà. Dạ, anh chào anh ạ. Anh chào em. Chào anh lên nhà anh Sơn một tí. Anh ơi, anh Sơn đang hộ nào anh? Anh ở căn 2406V1. Anh có hẹn trước với anh Sơn chưa ạ? Lúc trước anh vừa gọi cho anh ấy, anh đang bảo anh có việc bận, anh ấy không xuống đó anh được thì anh bảo nhờ em lễ tân rồi mà người sảy anh giúp anh lên trên đấy. Anh ơi, anh không là người lại chứng viên giới thiệu với quý vị và các bạn về quy trình khách đăng ký viếng thăm tại tòa nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.